đầu trong việc di chuyển của mình. Quý vị lưu ý là ở khu vực là hầm Kim Liên, thời điểm này theo hướng là từ Đại Cồ Việc đi xã Đàn có phần là đông hơn quý vị nhé. Mình chú ý những nơi mà chúng tôi cũng cập nhật, Tố Hữu Giao Vụ Trọng Khánh cũng không phải là một sự lựa chọn tốt cho chúng ta trong thời điểm này. Tuy nhiên so với mọi ngày thì nó cũng không có quá là nhầm nhò, chỉ là một phần đông nhẹ ở trên những tuyến đường thôi. Và cũng có một vị thính giả cũng thông báo là Xuân Thủy Cầu Giấy lâu lắm rồi mà thấy thoáng như vậy. Và cũng có nhờ chương trình là gửi tặng một ca khúc, đó là ca khúc Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá qua sự thể hiện của Tóc Tiên. Thì bây giờ chúng tôi cũng xin được phục vụ giai điệu âm nhạc này trước khi mình quay trở lại với chương trình. Con này là cái cò bị giật kìa đấy. Cũng thấy trong lòng hôm nay không là mất tiền. Vốn thật nhanh cái thành thật thật. Hôm nay em không đi. Mà lần trước mấy con này còn nói trên trên này đi. Thế giới quên thú mà sao mới đâu. Đi thật nhanh và đi rất xa. Nơi chẳng ai tìm được ta. Da 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 da. Trời đất mênh mông màu la. Da 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 da. Chẳng biết nơi đâu là nhà. Da 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 da. Chỉ mỗi riêng ta yêu ta. Da 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 da. Ngồi một mình ta hát ca. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Hôm nay sao tôi cô đơn. Say đắm để cùng hẹn ước với nhau.
vậy cuộc đời đã hào phóng với ta, dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim, giống như ta được cả thế gian. Thật tuyệt vời khi bên ta có một người mang tên là gì kia, để ta đã hết niềm tin không hoài. Trời vừa qua xuống những dãy núi, nhiều người tự hỏi ở đâu người cô đơn. Yeah, lang thang ai bước sắt đi qua một chặng đường đời, đau thay khi chẳng có nơi để chờ và đợi. Vì vậy cuộc đời quá hào phóng với ta, dành tặng một người quá hiểu thấu trái tim, giống như ta được cả thế gian. Vậy khi bên ta có một người mang tên là gì kia, để ta đặt hết niềm tin không hoài nghi và sống thật với bản thân. Là tôi sẽ cầu nắng ban mai, từng ngày phủ đầy trên những ước mơ, những hy vọng, những yêu thương em sao ai khác. Là gì để ta đặt hết niềm tin để không hoài.